Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành tâm điểm với bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp. Dù chiều tối có xuất hiện cơn mưa nhưng mà khi vừa tạnh thì người dân và du khách từ khắp nơi đã ùn đổ về khu vực trung tâm, khiến cho tuyến đường chật kín người và xe. Chào đón năm mới 2024, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên vô cùng sôi động và đầy màu sắc. Tại đây thì không chỉ là người dân của Thành phố Hồ Chí Minh mà người dân từ khắp các tỉnh thành cũng như du khách quốc tế đã tề tựu về đây để cùng hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động. Rất là náo nhiệt cả nên là em muốn được trải nghiệm thử cái cảm giác đón cái mùa countdown năm nay. Rất là vui. Đây người ta mọi người rất là thân thiện. Hải Phòng thì cũng vui nhưng mà mỗi nơi có một vui khác nhau. Chúng tôi yêu thích sự kiện này, rất tuyệt vời. Chúc mừng năm mới. Có mặt tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, người dân vô cùng thích thú với hoạt động đón năm mới lần đầu được tổ chức tại đây. Nhiều bố mẹ tranh thủ đưa con đến đường sách, tạo thói quen đọc cho con trong năm mới. Hôm nay là năm đầu tiên đường sách tổ chức một cái chương trình có thể gọi là chào đón năm mới, thì mình cũng cảm thấy rất là phấn khởi, tại vì coi như là văn hóa đọc cũng có tiến triển, tại vì và nó cũng dần dần nó gắn với đời sống của người dân thành phố hơn. Các tiết mục nghệ thuật đường phố cũng được người dân và du khách đón nhận. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người người cùng nhau chụp ảnh, ngắm phố xá, uống cà phê và thông thả lắng nghe, hòa mình cùng âm nhạc. Tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đồng thời đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO. Vì dự có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với hàng ngàn người dân và du khách trong và ngoài nước. Lễ kỷ niệm là dịp để điểm lại những mốc son của thành phố Đà Lạt qua hơn 130 năm hình thành và phát triển. Diện mạo đô thị Đà Lạt đã có bước thay đổi vượt bậc, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Trong đó, những thành tựu nổi bật rất rõ đó là đã trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam hai lần được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN và là một trong những điểm đến lãng mạn như châu Á. Tại buổi lễ, đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao thư xác nhận thành phố Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc cho lãnh đạo của thành phố Đà Lạt. Nhân dịp này thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức vinh danh 130 gương điển hình tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước tại địa phương giai đoạn 2018-2023. Qua đó góp phần tạo động lực cho các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng giàu đẹp, văn minh và thân thiện để thành phố Đà Lạt tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, năm 2024, các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại các tuyến xã phường, thị trấn trên địa bàn của thành phố Hà Nội không giới hạn số lượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo khả năng đáp ứng của các cơ sở, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với các quận, huyện và địa bàn giáp ranh không có bệnh viện tuyến quận, huyện, thì người tham gia bảo hiểm y tế có bệnh mạng tính cần thường xuyên đi khám chữa bệnh mà cơ sở y tế tuyến xã phường, thị trấn không đáp ứng được, họ sẽ được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến thành phố trên địa bàn xã phường đó. Với các cơ sở tuyến thành phố, tuyến trung ương và tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại này khi thường trú, tạm trú, có thời hạn hoặc là làm việc trên địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã nơi có cơ sở y tế khi các cơ sở y tế có số lượng thẻ chưa vượt quá quy định. Một thông tin mà người lao động rất quan tâm, theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, bình quân tiền thưởng Tết dương lịch năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn so với năm 2023, nhưng tiền thưởng Tết Nguyên Đán lại thấp hơn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khảo sát 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tình hình trả lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Kết quả sơ bộ cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc các doanh nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm, thương mại. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn. So với kết quả khảo sát Tết dương lịch năm 2023, tiền thưởng năm 2024 cao hơn. Tuy nhiên, mức thưởng vào dịp Tết Nguyên Đán lại thấp hơn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thông tin gặp khó khăn trong việc thưởng Tết do sản xuất kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn. So với kết quả khảo sát Tết dương lịch năm 2023, tiền thưởng năm 2024 cao hơn. Tuy nhiên, mức thưởng vào dịp Tết Nguyên Đán lại thấp hơn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thông tin gặp khó khăn trong việc thưởng Tết do sản xuất kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, hoạt động phải thu hẹp, doanh thu sa sút lại khó thu hồi công nợ, ảnh hưởng đến kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.
Vâng, như vậy là năm 2023 vừa qua đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, đó là khi mà chúng ta đã chuyển sang ngừng hẳn việc sử dụng quản lý từ phương thức thủ công sang là quản lý bằng công nghệ thông tin thông qua số định danh điện tử VNeID. Như vậy thì điều này đã giúp giải phóng sức lao động và tạo ra sự thuận lợi không nhỏ cho các cơ quan quản lý, và cả người dân cũng được hưởng sự tiện ích này. Đúng vậy, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta ở khắp mọi nơi, công dân ở khắp nơi đều có thể đăng ký tạm trú tạm vắng qua cổng dịch vụ công trực tuyến, và nó giảm chi phí đi lại cũng như là công sức cho công dân và còn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công an trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Và tiếp theo bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với các sự kiện văn hóa nổi bật đang diễn ra ở trong nước. Thưa quý vị, chợ phiên Tà Mung là chợ phiên đặc biệt ở huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu, mỗi tháng chỉ tổ chức duy nhất một lần vào thứ bảy cuối tháng. Và phiên chợ hôm nay còn đặc biệt hơn bởi chợ phiên lại trùng hợp vào ngày cuối cùng của năm 2023. Cho nên bà con nhân dân ở xã Tà Mung và du khách hôm nay đến đây không chỉ để mua bán trao đổi nông sản, mua sắm váy áo mới, mà còn đến để gặp nhau vui chơi và chia sẻ với nhau những câu chuyện ân tình trước thềm năm mới 2024 này. Chợ phiên Tà Mung mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông. Trong chợ không chỉ bày bán sản vật của bà con nhân dân trong vùng, mà còn là nơi để họ cùng giao lưu văn hóa. Ngày hôm nay phiên chợ này đông hơn những ngày khác, bởi ngày chợ lại là ngày cuối cùng của năm 2023, là dịp nghỉ Tết dương lịch, nên bà con nhân dân trong vùng và du khách đến đây đông hơn hẳn. Hôm nay ngày Tết chúng tôi đến đây để mua sắm quần áo cho cả gia đình, lại được tham gia thi giã bánh dày, chơi các trò chơi truyền thống của dân tộc chúng tôi, và còn cả thi văn nghệ nữa, tôi rất vui. Mình đến chợ phiên này lần này là lần thứ tư rồi, và đến chợ phiên mà những cái lần khác mình đến thì chợ phiên không đông đúc và tấp nập như này và ít sản phẩm hơn. Cái chợ phiên cuối năm này mình thấy là những cô gái Hơ Mông rất là xinh đẹp, mặc váy xúng xính rồi là đi chợ sắm đồ Tết ấy. Lần này đến đây thì mình cũng đi cùng cả gia đình nữa và sẽ đi tham quan chợ rồi là mua những sản phẩm địa phương để đem về làm quà rồi là sắm đồ Tết luôn. Mọi người đến phiên chợ này không chỉ để mua bán nông sản, sản vật mà còn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian. Không gian tràn ngập niềm vui, sự hứng khởi chào mừng xuân mới. Trong không khí chào mừng năm mới 2024 thì Ủy ban nhân xã tổ chức chợ phiên kết hợp với các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cái trò chơi dân gian. Và tại chợ phiên này thì bà con đã mang rất nhiều cái mặt hàng ra bán, đồng thời là cũng mua được các cái mặt hàng để phục vụ cho chuẩn bị cái Tết cho bà con, thế và cũng thu hút được các cái du khách ở các nơi về. Trên những gương mặt phấn khởi, hồ hởi và vui tươi của những người tham gia chợ phiên Tà Mung ngày cuối năm 2023 là tín hiệu vui cho một năm mới 2024 ấm no và hạnh phúc. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh của đồng bào dân tộc ở miền núi phía Bắc cùng nhau đón Tết. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến miền Trung, ở Quảng Ngãi, Làng Gò Cỏ thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ là một trong những ngôi làng đặc biệt, điểm đến lý tưởng cho du khách khi muốn tìm về nơi bình yên chân quê. Từ một ngôi làng vô danh, nhưng đến năm 2019 thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Làng Gò Cỏ đã được thành lập và khiến nơi đây trở thành làng du lịch cộng đồng đầu tiên của Quảng Ngãi và được công nhận với sản phẩm Co-op 3 sao. Gò Cỏ là ngôi làng còn lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa của người Sa Huỳnh, người Chăm Pa. Hơn chục giếng cổ, đường đá, tường đá, bia ký Chăm ở đây được các chuyên gia nhìn nhận có giá trị vô cùng quý giá về văn hóa, lịch sử mà người dân gìn giữ qua nhiều đời. Hệ thống là giếng nước này, đường đá cổ này, rồi mương dẫn nước cổ này, cả một tổng bia đá cổ. Thế thì cả một tổng thể không gian đó là của cái giai đoạn hậu Sa Huỳnh, tức là Chăm Pa, cái sự phát triển. Như vậy rõ ràng rằng là nếu mình nhìn một cái góc độ tổng quát, chúng ta thấy rằng là nó là một sự kết nối cả một cái gọi là về cái thiên nhiên và con người và văn hóa. Năm 2019, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Gò Cỏ được thành lập, sau đó Gò Cỏ được công nhận là điểm du lịch cộng đồng đạt hạng OCOP 3 sao. Người dân làm du lịch cộng đồng bằng những thứ sẵn có. Mô hình du lịch homestay, nhà tranh vách đất được coi là một trong số rất nhiều điểm nhấn của du lịch làng Gò Cỏ. Tới đây thì nó có là tận đó lớn này, hang động này. Khi mùa hè là có nè, hang động này.
có một cái đồng muối mà làm bằng nước biển là hầu trước người ông bà để lại nữa này. Nhất là quan trọng cái con người thân thiện mà người ta sắm là bằng một cái thật chất. Du khách đến Gò Cò đều cảm nhận được nét riêng, được kết nối tham quan các điểm du lịch khác của Đức Phổ như nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, đầm An Khê, làng gốm Phổ Khánh. Có mấy cái tour du lịch như là Hát Bài Trò nè, với là mấy cái quán nè, An Homestay, mình thấy khá thú vị. Các cái hoạt động dịch vụ du lịch ở làng Gò Cò là đều gắn liền với cái hoạt động sống của người dân ở đây. Ví dụ như hoạt động trải nghiệm đi thuyền nan thì thay vì bạn đi lên một chiếc cano máy thì các cô chú sẽ chở bạn bằng một chiếc thuyền nan tre chèo tay đi tham quan gành đá. Sau đó là có thể đi cái con đường check-in trên biển dọc từ Bia Khí Chăm về làng. Quan trọng hơn hết là khi mà bạn lưu trú ở làng Gò Cò thì những cô chú ở đây sẽ trò chuyện với bạn một cách rất là nhiệt tình và chân thành. Trong năm 2023, làng Gò Cò đón hơn 4.000 lượt du khách. Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cò đang tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, hoàn thiện hồ sơ, nâng hạng sản phẩm du lịch làng Gò Cò từ 3 sao lên 4 sao, từng bước giúp người dân trong làng có thu nhập ổn định.